Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết chưa có kế hoạch để Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong cố gắng đạt được thỏa thuận thương mại. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Steven Mnuchin vào thứ Tư ngày 6 tháng 2 nói rằng hiện chưa có kế hoạch để Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cố gắng đạt thỏa thuận thương mại, dù rằng ông Mnuchin sẽ đến Bắc Kinh tuần tới để tiếp tục cuộc thương thảo. Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện đang có các vòng thảo luận nhằm chấm dứt cuộc chiến mậu dịch gây nhiều tổn thất cho cả hai bên. Tổng thống Donald Trump tuần qua nói rằng sẽ không có ký kết thỏa thuận cho tới khi ông gặp được ông Tập Cận Bình. Ông Mnuchin và đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Robert Lighthizer, sẽ hướng dẫn một phái đoàn tới Bắc Kinh đầu tuần tới để tiếp tục cuộc thương thảo, nhưng hiện chưa có chuẩn bị gì cho cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và Tập Cận Bình.